Ngủ không phải là sự tiêu tốn thời gian hay chỉ là một cách nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành các công việc trong ngày. Nó là một chức năng quan trọng, giúp cơ thể cân bằng và điều chỉnh lại các hệ thống bên trong. Giấc ngủ ảnh hưởng đến hô hấp, tác động đến mọi thứ từ quá trình tuần hoàn đến sự tăng trưởng và phản ứng miễn dịch. Giấc ngủ cũng rất quan trọng đối với não của bạn. Khi 1/5 lượng máu của cơ thể sẽ được chuyển đến não khi bạn ngủ, khiến não được tái cấu trúc một cách mạnh mẽ. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến trí nhớ của bạn. Việc bỏ bê giấc ngủ không chỉ gây hại cho sức khỏe lâu dài của bạn, mà còn khiến bạn khó ghi nhớ được thông tin, ký ức của ngày hôm trước. Nói cách khác, với một giấc ngủ ngon, bạn sẽ thức dậy vào sáng hôm sau với một bộ não thông minh hơn để sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây mất ngủ, khó ngủ là tình trạng chỉ thường gặp ở người già, thì ngày nay căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa trong xã hội hiện đại. Nó không chỉ khiến cho người bệnh cảm thấy mệt mỏi, mất tập trung, giảm năng suất lao động học tập, mà cũng làm gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý như là thừa cân, béo phì, đột quỵ. Để giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về nguyên nhân và cách điều trị chứng bệnh mất ngủ, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay bác sĩ Phạm Thanh Lam đến từ khoa Nội Nhi, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh. Xin chào bác sĩ. Vâng, xin chào MC Hải Yến. Xin chào quý vị khán giả. Đối với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, nếu quan tâm và có thắc mắc, vui lòng đặt câu hỏi tại fanpage Sức khỏe Quảng Ninh hoặc địa chỉ email chuyenquabacsi.qmg@gmail.com. Vâng, thưa bác sĩ, có thể thấy giấc ngủ có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi con người. Và đầu tiên xin hỏi bác sĩ, mất ngủ là gì ạ? Mất ngủ theo Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là một tình trạng rối loạn giấc ngủ, trong đó đặc trưng bởi việc khó đi vào giấc ngủ và khó duy trì giấc ngủ, như là ngủ không sâu giấc, tỉnh dậy quá sớm hoặc tỉnh dậy nhiều lần trong khi ngủ. Thông thường thì cái thời gian tỉnh dậy thì kéo dài khoảng 30 phút. Và mất ngủ thì được chia làm hai loại là mất ngủ cấp tính và mất ngủ mãn tính. Ở người mất ngủ cấp tính thì mất ngủ thường kéo dài dưới 1 tháng. Nếu tình trạng này kéo dài hơn 1 tháng thì được gọi là mất ngủ mãn tính. Vậy tại sao con người lại bị mất ngủ ạ, thưa bác sĩ? Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh mất ngủ, trong đó những nguyên nhân thông thường thường gặp như là thói quen ăn uống, như là ăn quá no trước khi đi ngủ hoặc là dùng các chất kích thích. Ngoài ra thì có thể do thay đổi thói quen sinh hoạt, như là bệnh nhân đi du lịch lệch múi giờ, thường xuyên phải làm việc tăng ca tối hoặc là sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Ngoài ra thì có một số nguyên nhân về tâm lý hoặc là rối loạn sức khỏe tâm thần, như là bệnh nhân bị các bệnh mãn tính như hen suyễn này, ung thư này, các bệnh tim mạch này, hoặc chấn thương về tâm lý như là ly hôn này, có người thân qua đời này, hoặc là bệnh nhân bị mất việc. Ngoài ra thì còn có các nguyên nhân về điều kiện y tế, như là bệnh nhân thì thường là dùng các thuốc điều trị các bệnh như là bệnh hen suyễn này, bệnh trầm cảm này, hoặc là dùng các thuốc chống viêm. Dạ vâng, như vậy là có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh mất ngủ. Vậy xin hỏi bác sĩ là những người bệnh mắc chứng mất ngủ thường có triệu chứng như thế nào ạ? Khi mắc phải căn bệnh mất ngủ thì thường bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như là khó đi vào giấc ngủ, trằn trọc, lo lắng, căng thẳng. Thứ hai là thời lượng giấc ngủ giảm. Bệnh nhân thì có thời lượng giấc ngủ thì giảm còn khoảng 3 đến 4 tiếng trên một ngày, và đôi khi là có những bệnh nhân thức trắng đêm. Cái thứ ba là bệnh nhân thường ngủ chập chờn, không sâu giấc, tức là bệnh nhân thường tỉnh dậy trong khi ngủ và khi tỉnh dậy thì rất khó ngủ lại. Cái thứ tư là bệnh nhân thường tỉnh giấc rất sớm, bệnh nhân thường nằm trên giường để xem có ngủ lại được không. Vì vậy thông thường những bệnh nhân thường là thức dậy ra khỏi giường rất muộn. Và cái cuối cùng là hiệu suất giấc ngủ giảm. Hiệu suất giấc ngủ thì được tính bằng tổng thời gian ngủ trên số thời gian nằm trên giường. Như là ở bệnh nhân mất ngủ thì thường thời lượng giấc ngủ giảm dưới 85%. Đôi khi có những bệnh nhân nặng thì thời lượng giấc ngủ giảm xuống còn 65%. Dạ vâng, thưa bác sĩ, có nhiều người cho rằng bệnh mất ngủ không phải là một bệnh lý quá nghiêm trọng, có thể tự khỏi mà không cần phải điều trị. Điều này có đúng hay không ạ? Vâng, thưa MC Hải Yến, điều này thì không hoàn toàn đúng. Mất ngủ cấp tính hay mất ngủ mãn tính đều ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong đó, người bệnh mất ngủ thường có các triệu chứng như là bệnh nhân lờ đờ, uể oải và khó tập trung vào công việc, thậm chí là suy giảm trí nhớ.
Cái thứ hai là bệnh nhân khi mà bị mất ngủ thì thường dẫn tới tâm trạng cáu kỉnh này, khó chịu này, hay cáu gắt này, và lâu dần thì có thể dẫn tới bệnh trầm cảm. Nặng hơn, những người bị bệnh mất ngủ thì có thể dẫn tới cái tình trạng là ảo giác này, hay bị chóng mặt này, hoặc là nặng hơn thì có thể gây đến nguy cơ về các bệnh như là bệnh tim mạch này, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp này, đột quỵ này, hoặc là bệnh cân bệnh ung thư. Người mà bị thiếu ngủ lâu ngày thì hệ miễn dịch cũng sẽ suy giảm hơn so với những người bình thường. Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta không thể coi thường các bệnh mất ngủ được. Vậy khi nào thì cần tìm đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị mất ngủ ạ? Vâng, nếu mà tình trạng mất ngủ này kéo dài quá 3 tuần trên 1 tháng và nếu mà người bệnh đã thử thay đổi thói quen sinh hoạt, thay đổi môi trường mà vẫn không thể ngủ lại được thì bệnh nhân lên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng nên thăm khám bác sĩ trong trường hợp mà mất ngủ ảnh hưởng tới công việc hoặc đến sinh hoạt người bệnh, như là bệnh nhân suy giảm trí nhớ, kém tập trung này, cáu gắt hoặc là cảm thấy bị trầm cảm. Dạ vâng, tới đây xin hỏi bác sĩ là tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Quảng Ninh hiện nay thì chúng ta đang điều trị cho các bệnh nhân mất ngủ như thế nào ạ? Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Quảng Ninh là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh chuyên khám chữa bệnh về y học cổ truyền. Hiện nay thì bệnh viện đang áp dụng hai cái phương pháp điều trị mất ngủ, đó là phương pháp dùng thuốc và phương pháp không dùng thuốc. Xét về phương pháp không dùng thuốc thì hiện tại ở bệnh viện thì có những cái phương pháp như là châm cứu này, xoa bóp này, điều trị oxy cao áp hoặc chạy điện từ trường. Còn về nhóm dùng thuốc thì hiện tại bệnh viện thì đang có những cái chế phẩm riêng để điều trị căn bệnh bất ngủ như là thuốc hoàn này, hoặc là thuốc sắc này, hoặc là có những cái bài thuốc sông để chuyên hỗ trợ và điều trị căn bệnh bất ngủ. Ngoài ra thì bệnh viện cũng đã chú trọng về xây dựng cái cơ sở vật chất tiện nghi, thoáng mát, sạch sẽ để tạo cho người bệnh có cái không gian tốt nhất để dễ đi vào giấc ngủ. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ với những thông tin hữu ích vừa rồi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn về cách phòng ngừa bệnh mất ngủ ạ. Tình trạng mất ngủ có thể được phòng ngừa hay hạn chế một cách đơn giản thông qua các thói quen tốt như duy trì giờ đi ngủ và giờ thức nhất quán hàng ngày, kể cả cuối tuần. Vận động nhẹ nhàng để có giấc ngủ ngon hơn. Kiểm tra các loại thuốc đang uống để xem liệu chúng có góp phần gây ra chứng mất ngủ hay không. Chỉ nên ngủ trưa từ 20 đến 40 phút và không quá 60 phút một ngày. Tránh hoặc hạn chế caffeine và rượu, không sử dụng nicotine. Không ăn uống quá nhiều vào buổi tối, đặc biệt là trước khi đi ngủ. Tránh sử dụng quá nhiều TV, điện thoại, máy tính trước khi đi ngủ. Thư giãn nhẹ trước khi đi ngủ, chẳng hạn như tắm nước ấm, đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ. Trong một góc chuyên gia ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn đến với một số câu hỏi khán giả gửi về chương trình xung quanh chủ đề về bệnh mất ngủ. Sau đây xin mời bác sĩ Lam sẽ cùng lắng nghe và trả lời các câu hỏi ạ. Câu hỏi đầu tiên của khán giả Nguyễn Thành Long ở thị xã Đông Triều. Mẹ tôi năm nay 71 tuổi, mỗi khi mất ngủ, khó ngủ thì bà lại tự uống thuốc ngủ. Xin bác sĩ cho biết thói quen này có hại gì không ạ? Thói quen lạm dụng thuốc ngủ là một thói quen không tốt, tại vì khi mà mình lạm dụng thuốc ngủ kéo dài, một số trường hợp có thể gây ra những cái tác dụng phụ như là hoa mắt, chóng mặt, tụt huyết áp, rối loạn trí nhớ. Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc ngủ kéo dài cũng có thể gây nên tình trạng nhờn thuốc, tức là bệnh nhân dùng thuốc nhưng không đạt được hiệu quả. Ngoài ra thì mất ngủ cũng là triệu chứng của rất nhiều bệnh khác nhau, như là rối loạn lo âu này, trầm cảm này, stress này, hoặc là suy nhược thần kinh. Vì vậy, người bệnh nên đến khám tại cơ sở y tế để có cái chẩn đoán cũng như phác đồ điều trị phù hợp. Câu hỏi tiếp theo của khán giả Trần Ánh Nguyệt ở huyện Tiên Yên. Xin hỏi bác sĩ, tại sao phụ nữ sau sinh hay bị mất ngủ ạ? Phụ nữ sau sinh thì hay gặp tình trạng mất ngủ do các nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là do không thích nghi kịp thời với lại giờ giấc sinh hoạt của bé. Thứ hai là có thể là do đau sau khi mổ. Thứ ba là có thể do tâm lý bất ổn như là thiếu cái sự quan tâm của người thân. Điều này thì rất dễ dẫn tới chứng trầm cảm sau sinh. Và nguyên nhân cuối cùng là do thay đổi nội tiết tố sau khi sinh cũng có thể gây ra cái tình trạng mất ngủ. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều trường hợp mất ngủ cấp tính nếu không được điều trị kịp thời có thể chuyển thành mất ngủ mãn tính. Vì vậy, người bệnh cần thăm khám sớm từ khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên
để có thể tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng mất ngủ, từ đó có sự điều chỉnh hoặc là phương án điều trị phù hợp. Chương trình Chuyện của bác sĩ kỳ này đến đây là hết. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Phạm Thanh Lam đã tham gia và đồng hành với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.